Này, các bạn ơi, các bạn biết đây là gì không? Đấy là sữa Milo. Còn đây là gì đây? Bánh mì hôm nay mình sẽ ăn món bánh mì chấm sữa ngoài đồng nha các bạn ơi. Đấy, bên dưới là một dòng suối này. Các bạn nhìn thấy chưa? Đấy. Một dòng nước chảy này, dòng suối rất là mát này. Đấy. Còn bên trong này là mì của mình là gì đây? Đố các bạn biết. Có bạn nào thích ăn đá không? Ui, cho mình một cục đá với em, mình thích ăn đá lắm. Đây, cho bạn cục. Ui, lạnh quá, lạnh chưa? Lạnh quá các bạn ơi. Đổ đá đây nhá. Đấy, xong mình sẽ đổ sữa đây mình chấm nha các bạn ơi. Đổ sữa vào đá à? Ui, ngon thế. Đấy, ngon không? Ui, lạnh quá. Mình phải cho đá xuống nước này. Ồ, đá xuống nước là đá tan đấy. Ừ, đá tan bé tí rồi. Đấy. À, đổ sữa ở đây này. Trời ơi, ngon chưa? Đây là món sữa đá các bạn ạ. Đấy. Nghe tiếng suối chảy xong lại có đồ để ăn nữa thì gọi quá tuyệt vời luôn. Này. Ui. Ngon không? Lạnh không? Ngon tuyệt vời luôn. Ăn cả bánh mì nữa, chấm phải chấm bánh mì với đá. Mát lạnh luôn các bạn ơi. Đấy, cho thêm bánh mì chấm sữa. Ngon quá. Thò chân xuống đây. Bạn mình sẽ đi bắt cào cào nhá, cào cào châu chấu về nướng nhá. Ôi trời ơi. Ê, cô làm gì đây? Vô cào cào á? Thế không vô cào cào. Có được con nào không? Ô, không được con nào cả. Ôi giời ơi, vô bằng tay thế thì làm sao được? Bây giờ mình phải vô bằng vợt ấy. Làm gì có vợt mà vô? Đây, tớ sẽ cho cậu cái vợt này để vô cào cào này. Ui dồi ôi, khiếp. Vợt thế này to thế này á? Vợt to này sao mà vợt được? Đây, còn tớ sẽ dùng cái vợt khổng lồ này để vợt. Eo, khiếp. Nhím ơi, tớ phát hiện ra có hai con cào cào này. Đâu? Đây. Được rồi, để tớ chụp cho. Này, hai con đây này. Úp. Ôi, đây rồi, bắt được con cào cào to rồi. Các bạn ơi, to quá. Này. Đâu? Đây cơ mà. Được rồi. Tớ chụp một con, cậu chụp một con nhá. Tớ chụp con ngoài, cậu chụp con trong nhá. 1 2 3. Được không? Được chưa? À đây được rồi cậu ơi. Được rồi. Đấy, tớ được một con rồi này. Đấy, ui, thích chưa cậu ơi? Đấy, cào đấy. Vặt chân nó đi chấu đấy. Cho nó bò trên tay đấy. Cho nào. Bây giờ nó không nhảy được nữa rồi này. Giờ nó chỉ bò được thôi. Đấy, bây giờ mình sẽ cho nó vào trong này nhá. À, nhưng mà nó còn bay được đấy, nó bay mất thì nó mất. Đây, thử xem của tớ có bắt được không nào. Có. Ui. À, tớ bắt được rồi. À, đấy. Bạn nhím này, bạn hậu đậu quá, mình bắt được rồi này. May mà nó nhảy ra, bắt được các bạn ạ. Đấy. Con này cũng bật chân nhá. Này các bạn ơi, con cào cào nó có hai cái cẳng này. Đấy, cái cẳng này để nó nhảy đấy. Đấy. Thế là mình bẻ cái chân này đi này. Đấy, bẻ cái chân này đi. Nó sẽ không nhảy được nhá. Thế là bây giờ là nó không nhảy được nữa các bạn ơi. Nó chỉ bò trên tay mình thôi. Đấy. Nó chỉ bò được thôi này. Đấy chưa? À, cẩn thận bay đấy, bay mất đấy. Ừ. Các bạn ơi, mình phát hiện ra có một con đây này. Để mình chụp cho các bạn xem nhá. Mình sẽ dùng cái vật siêu to khổng lồ này của mình nhá. Đâu? Bắt được không? Bắt được rồi. Đấy, đây. Ta ta ra ta ra. To chưa? Ừ, nhưng mà đúng con, không? Con này ăn được không? Không, con cào cào này không ăn được đâu. Không ăn được à? Đúng rồi, con này hôi lắm. Ô thế? Ừ. Thơm thế này mà. Bạn Cam đi ô tô à? Ngồi lên ô tô đi này. Rơi cả bánh xe luôn các bạn ơi. Đây. Nắp cái bánh xe này vào đây. Đấy, được rồi. Đi từ từ. Ừ, đi từ từ thôi, không có dụng đấy. Mình xe lại đi. Đây, các bạn ơi. Mẹ châu chấu mình bắt ngoài đồng này. À, bạn Cam có xe ô tô này các bạn ơi. Ui, thế nhỉ. Ba cái xe ô tô liền. Đấy. À, bây giờ mình sẽ tổ chức một cuộc thi cho các bạn châu chấu lên xe ô tô và xem bạn nào đi được xa nhất nha các bạn ơi. Đấy, nhìn này, nhớ châu chấu chưa? Đấy, đang nhảy tanh tách như này. Đấy. Đấy, bây giờ mình sẽ lấy mấy bạn ra nhá, cho vào xe ô tô nhá. Ui, nó con này nó đang chui ra này. Đang yếu hòa đấy, yếu hòa các bạn ơi. Wow. Ui, đây này. Ôi trời ơi, cứu. Ở xe. Ôi. Dụng cả càng. Ôi, đây này. Bò lên người rồi kìa. Ui. Cậu có tin tớ ăn con này sống không? Ăn sống á? Ăn sống con này luôn. Ăn con châu chấu sống á? Đây nhá, nhìn tớ này. Không ăn được các cậu ơi. Bây giờ bọn mình con này nó bò buồn lắm không ăn được. Ừ. Nó bám vào mồm đấy. À, bây giờ mình tổ chức cuộc thi nha, xem bạn nào đi xa nhất nha. Đây, ba chiếc
con này đây. Đấy. Đấy, rồi. Đây là ba nhà đua xe đây, thử xem là ai sẽ đi được xa nhất nhá. Nào, 1 2 3. Wow, đây con châu chấu này đi chậm nhất rồi. Đây, con này lại chạy về phía sau này. Đây là con đi được xa nhất này các bạn ơi. Đấy, vẫn đang bò bò này. Đấy các bạn ơi, mình xiên xong rồi này. Những xiên châu chấu rất là ngon các bạn ạ. Các bạn có thèm không? Đấy, tí mình sẽ rang lên nhá, thơm phức luôn. Đúng rồi, các bạn ơi, mình làm xong món châu chấu rang rồi này. Wow. Đấy. Thơm ơi, thơm cam mình ngửi em nào. Thơm bạn lắm cam bạn ơi. Đang đói ăn rồi này, cho cam một xiên châu chấu nào. Đây, bạn cam thưởng thức một xiên châu chấu nào. Wow. Bạn cam thử các bạn nhìn. Cam ăn thử xong là xem có ngon không nào. Cam thử xong review nào. Ui, giòn tan luôn các bạn ơi. Ngon không? Ngon lắm. Rồi, giờ đến mình ăn thử nha. Đây các bạn ơi. Này, mình sẽ ăn con càng to này nha các bạn ơi. Đấy, chấm này. Chấm đỏ đỏ tương ớt này các chấm bạn ơi. Chấm ít tương ớt nào. Ui. Ăn giòn, ngậy. Ngon lắm các bạn ơi. Ngon nhỉ, được một đĩa châu chấu này. Thành quả của một buổi lao động vượt châu chấu ngoài đồng. Đây, một con này rất là to này các bạn ơi. Ngon nhỉ. Chấm tương ớt. Giòn ơi là giòn luôn, ngon lắm đấy nhỉ. Đây nhỉ. Ui dồi ôi, toàn xiên to đấy các bạn ơi. Xem bạn cam ăn hết chưa nào. Ui, bạn cam vẫn chưa ăn hết. Bạn cam này ăn đầu ăn đuôi, còn để lại khúc giữa. Cam ăn hết chưa? Ngon không? À, thế à, thế ăn một xiên nữa nhá. Đây bạn cam, bạn ăn hết sạch rồi này các bạn ơi. Bây giờ cho thưởng bạn cam một xiên nữa này. Wow, xiên to đúng mềm luôn nhá. Toàn con to toàn thôi. Toàn con to này. Đấy. Cam xin đi. Con cái mẹ yêu, em việc mèo. Đấy bạn cam, bạn thích ăn món này lắm các bạn ơi. Ngon thế nhà, nhìn bạn cam ăn ngon thế. Đấy, các bạn ơi, các bạn mà thích ăn châu chấu rang ấy, cứ ra ngoài đồng nhá. Bắt châu chấu về nhá, xong về bảo bố mẹ sơ chế cho ăn nhá. Đấy, nhiều lắm, các bạn có thể rang lên ăn ngon rồi ngon. Nướng hoặc là rang. Đây là mình rang xả với cả lá chanh nhá các bạn ơi. Đấy, bạn cam bạn ăn sắp hết xiên thứ hai rồi đây này. Ngon chưa? Ăn giòn tanh tách luôn. Ngon lắm. Các bạn có thể chấm tương cà hoặc là tương ớt đều được nhá các bạn ơi. Ngon không? Ngon thế nhỉ. Quan được không? Chào bố nhé. Quan nhé. Thôi, bye bye các bạn nha. Hẹn gặp các bạn lại lần sau nha. Em bảo bye bye các bạn đi.